Khanh hãy chuyên tâm học lễ nghi và phép tắc. Khanh hiểu chưa? Sứ Tào xin cầu kiến. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, xin mời sứ giả. Đường xa về cung, chẳng hay việc tiếp rước, có làm sứ giả hài lòng? Dạ bẩm hoàng thượng, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Hoàng thượng đừng bận tâm. Thân từ đại quốc qua đây, nghe nói nước Nam vừa xong kỳ thi kén chọn hiền tài, thần muốn được diện kiến thi tài một phen. Nước Nam ta mỗi năm đều có tuyển chọn hiền tài, chắc không phải vì chuyện đó mà sứ phải nhọc công đường xá xa xôi tới đây, phải không sứ? Dạ, do thần mới tới, sẵn gặp dịp cho nên thần muốn thử à. Được thôi, sứ muốn thử tài ở lĩnh vực nào? Thần vốn biết vẽ sơ sơ, rất muốn cùng họa sĩ của nước Nam so tài. Được thôi, sứ muốn vẽ đề tài gì? Vẽ theo đề tài này nọ thì quá tầm thường. Ta muốn thi triển tốc độ tuyệt luân trong hội họa. Dứt một hồi trống, vẽ xong một con vật. Một cái hồi gì? Trống mà vẽ xong một con vật thì khó thiệt không? Mà vẽ không thể nào làm được như vậy. Vậy thì ai mà làm nổi? Sao? Có ai dám bước ra thi đấu với ta hay không? Muốn ta thành thật? Con muốn thi đấu. Trẫm rất cảm kích khi Khanh quay lại giúp trẫm và triều đình đối phó với tên sứ giả ngang ngược kia. Những người mà Khanh cài cắm trên đường chắc cũng làm cho sứ phải một phen dè chừng với tài trí của con dân đất Việt. Nè, mà trẫm hỏi thiệt nha, Khanh có biết vẽ không vậy? Dạ không. Hả? Nhưng mà theo trẫm biết, bên Bắc Quốc sứ vừa là phán quan, vừa là họa sư có tiếng nhất nhì ở kinh thành đó. Dạ, mà hoàng thượng đừng có lo, mai thần tính. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng mà trẫm muốn nhờ Khanh một chuyện nè. Trẫm đã cho người dò la thám thính, tìm mọi cách, nhưng mà không biết mục đích của sứ qua đây làm gì. Nhưng mà trẫm nghĩ chắc chắn tên sứ đó qua đây không phải để chỉ thi trò thách đố đâu. Dạ, thần cũng nghĩ vậy.